đây chương trình thu thanh giáo lý Phật giáo Hòa Hảo quyển thứ 5. Kính thưa quý thính giả và chư quý đồng đạo, năm Tân Tỵ 1941, lúc Đức Thầy bị an trí tại nhà ông Ký Giỏi ở Bạc Liêu, ngoài nhiều bài thi văn thâm thúy, Ngài có viết ra phẩm Khuyến Thiện, tức quyển thứ 5. Đoạn đầu và đoạn cuối của phẩm này Ngài viết bằng lối văn lục bát, đoạn giữa Ngài viết theo lối văn thất ngôn, gồm 776 câu, khởi đầu bằng câu băng tâm ngầu hứng thừa nhàn và chấm dứt bởi câu sĩ xuất văn từ dốc dài khuyên. Nội dung của tác phẩm Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo đã trình bày lại tiểu sự của Đức Bổn Sư Thích Ca từ lúc ban đầu tầm đạo cho đến khi hoàn toàn đắc đạo. Ngài cũng luận giải về tám nỗi thống khổ cõi ta bà và sự vui ở tịnh độ, cách diệt ngũ trược trừ thập ác và trì hành thập thiện. Nếu hành giả dứt tâm tinh chuyên theo lời giáo huấn của Ngài thì chắc chắn sẽ được đúng như lời Ngài đã chỉ dạy, không còn mắc nẻo dài khôn luân hồi. Xin trân trọng kính mời chư quý thính giả và chư quý đồng đạo nghe phẩm Khuyến Thiện của Đức Thầy với sự diễn ngâm của các độc giảng viên Trương Thị Thanh Nga. Giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao chiên, Hồ Văn Chính. Phật đại phương Phật mùi hương, cúi đầu đảnh lễ cây nương Lê Thị Úc Hợp. Ta cũng chẳng hoàn toàn thông thạo những phân cùng bốn đạo xa gần. Phan Văn Dũng. Đạo gần đất Ma Dương theo phây, dùng thần thông nghị lực dẹp tan. Kính mời chư quý vị đồng lắng nghe. Cùng chuyên tu hành xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao chiên, gắn công trì còn tục tâm lìa cõi mê, chỉ toàn dẻo giống bồ đề, kiếm người lương thiện
dạy khuyên những kẻ ngộ ngang biết câu lục tự dịnh đàn tớ ân ở trần sự trọn nghĩa nhân quyết làm tôi Phật gửi thân liền đài cầu cho môi đào quần khai cầu cho trăm họ bồng lai được gần sớm về cõi Phật kẻo kiếp phong trần dài gió vàng sương. Phật đại phương Phật mùi hương cúi đầu đảnh lễ cây nương đức màu từ bi quay lực nhiệm sâu độ con thoát chốn ưu sầu trần ai. Nam mô Thích Ca Như Lai ta bà giáo chủ xin ngài chứng dưới đây lược tả sách kinh cho trong nam nữ hữu tình thì coi lời lành như của Phật truyền rồi đọc qua suy nghiệm xét soi chánh lòng tham vọng diệt thinh âm trần gian say đắm theo màu sắc tình độ giác thuyền tri dục phải cho nghiệp thiên trần câu tàu nghe rành chánh pháp thốt tà dâm phù sa tình trí tổ thân khỏi lạc lòng hào quang chư Phật rồi mới phương đạo pháp xem gọi thương tiếng chú nghệ sĩ tờ nét dấu
lòng quán ai xót thương nhân chúng bội lỗ lăng Phật giáo suy đồi. Kẻ tu hành ai nỡ yên ngồi mà sớm kể chiều kinh thông thà. Mình đã gặp con thuyền bát nhã có lý nào ích kỷ tu thân. Phật tổ xưa còn ở nơi trần, ngài gắng sức ra công quần qua nền đại đạo lưu thông khắp cả bậc tiên hiền đều trong Phật gia. Rèn dân bằng giáo thuyết bình hòa, giống bác ai gieo sâu vô tầng. Sao nhằm bụi phong trào tăng tăng, đùa chen theo vật chất dân minh. Nên ít người khảo xét kệ kinh, được dắt chúng hữu tình thoát khổ. Tim còn bị lắm phen giông tố, lời tà sư ngoại đạo gieo vào, cho nhân sanh trong giả nung nao. Chẳng dình chặt cương xưa mạnh mẽ, dùng thế lực dùng nhiều mánh khé, cám dỗ người đặng có khiến sai. Chúng nằm không hưởng của hoành tài, để khốn khổ mặc rõ những điều tội tệ tai thường nghe lắm dòng ru người. Thêm thời này thế kỷ 20, cố xô xịt thần quyền cho người nhẹ già nghe qua mê mất, rằng nên dùng sức mạnh cạnh tranh. Được lời quyền lại được gian danh, bài xích kẻ tu hành tác. Làng sông ấy nhiều người đón rước, dục dân tâm sôi nổi tràn trề. Cổ tục nhà phi ban khinh chê, cho tôn giáo là mùi thuốc phiền. Ai nếm vào ác là phải nghiền, chẳng còn lo trang giỏi đấu chinh. Lấy
sắc thân dẹp nỗi bất bình, bỏ đức tin của câu nhân quả. Dầu ai có bệnh gan sắc đá cũng đóng lòng trước cảnh ngựa nghiêng. Đào diệu màu gặp lúc trưng chuyên, phận môn đệ phải lo dung quen. Tầm sức nhỏ còn làm nên kén, người không lo có thèn hay chăng. Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, giới tính nữ thiền nam Phật giáo. Nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Đồng dẹp bớt âm thanh sắc tương, lo chấn hưng Phật pháp mới làm, nói cho đời hiểu Phật Thích Ca. Lòng tự giác xa thân tầm đạo, ta cũng chẳng hoàn toàn thông thạo, nhưng vẫn cùng bốn đạo xa gần. Có một điều già trẻ ân cần là phải biết nguyên nhân Phật giáo. Hồi thế kỷ phạm trong thứ sáu, trước kỷ nguyên Tây lịch thời xưa, Pháp giáo chưa biệt lập tam thờ Trung Quốc nhà Châu Chiêu đây. Bên Ấn Độ thành Ca Tỳ La về, có đức vua Tịnh Khoảng Nhân Từ, khắp thần dân lạc nghiệp an cư. Trên chúa thần tôi ngay phò ta, đức hoàng hậu ma giai phong nhãn, sắc đẹp vườn ngọc thốt qua cười. Một hôm kia vẻ mặt vui tươi, đến trước bệ tâu cùng thánh thượng, rằng thần thiếp nhờ ơn chung hưởng, của hoàng gia cũng được vinh quang. Kể từ nay thiếp muốn an nhàn, dưỡng tâm trí lặng xa thế trượt, chẳng phiền kẻ hầu sao đón trước.
xin một điều ở chốn lòng lâu. Tập đức tánh khoan dung đại độ, dành tất cả những điều thô lỗ, chẳng ưa gần kẻ bào ngang tàn. Thiếp cúi đầu ngưỡng dòng thiên nhan, khuê cho thiếp những điều sinh vua nghe xong giỏi vàng đứng dậy bèn trung y tỏ ý vừa lòng. Bà tâu thêm ở trước đền rồng, xin thánh thượng bao dung kẻ lòng yêu dân nhí như con đò, tội giảm tha đói giúp cơm tiền, cứu dân nghèo trong lúc đau điên, lấy đức gồng bủa trong vua chịu giúp người đói lạnh. Bà lui về cung điện nghỉ ngơi, đêm trăng thanh gió mát thành thơi, tiết hòa thuận khắp nơi qua nở. Đức hoàng hậu trong lòng hớn hở giấc chim bao, bà thấy lạ lùng. Bạch tương từ ở chốn không trung bỗng xa xuống, mình bà hối hả. Vừa tỉnh giấc mơ tiên mới lại khóc phòng quê, thơm nức mùi hương. Bà ráo chân đèn bước ra giường, truyền thị về thành vua lại đau. Vua lời đến nơi quan thao, lại gần bà sao rất quái kỳ. Tay chân bèn run rầy một khi, muốn quỳ xuống mắt giường tâm tôi. Tiếng thần tiên trên không can trỗi, rần ta mừng vua hữu thiện căn. Sắp có còn thế giới chẳng bằng, sao người ấy lập nên đạo cả. Vua nghe xong cúi đầu bái tạ, liền phán cùng hoàng hậu đời tan, khá nói lại đầu đuôi tường tất.
và thức rõ chiên bao trong giấc. Xin vua dời ít kẻ bàn dùm. Các thầy bàn được lệnh vào cung, nghe sông xà tâu rằng điềm quy. Ngài thăm thoát đông qua hạ chi bà trâu xanh thái tử đẹp tươi, mặt trăng nghiêm khí phách hơn người. Vua cùng khắp thần dân mừng rỡ, họ Thích Ca từ đây cùng nói nghiệp hoàng gia. Liền đặt tên là Di Đạt Tăng, cả triều chính treo hoa yến ầm. Có nhà sư cấp thành mấy dầm, thường ở ăn trong sạch hiền từ. Lòng thắng ngài chẳng có gì tư, đời thanh tịnh gìn theo đạo lý. Ông lại được thần tiên dẫn chỉ, hiểu thiên cơ thâu mối diệu quyền. Ông là người Bà La Môn tiên, A Tư Đà tiên hiền tên Lào. Thời buổi ấy vua người đạo bèn vào chầu tâu trước bệ rồng, xin vua cho ông bước vào trong, được ý kiến tự hoàng luôn thề. Ông xem xong bỗng liền xa lệ, vẻ mặt buồn chẳng thốt ra lời. Thấy lạ lùng vua bước đến nơi, liền phán hỏi bảo ông phân rõ. Trước cung điện ông liền bày tỏ rằng tử hoàng chừng được thành nhân, lìa đền đài khấu cực chẳng sờn, tìm đạo lý dắt diều sanh chung. Ngài sẽ được thế gian ca tùng, chắc phần Ngài quá Phật vẹn tròn. Buồn vì tôi lớn sức mòn, chẳng sống đặng nghe lời Phật thuyết. Cả hồng trần đau thương thân thuyết, nhờ Ngài mà diệt nẻo luân
Vô phước nên tội bấy phận tôi, chớ chẳng có điều chi lo ngài. Đức Hoàng Hậu đến ngày thứ bài, dứt nợ trần nên dòi quy tiên. Có bà về thay thế mẹ hiền, dùm săn sóc trong nôm thai từ. Khi lớn lên cho người dạy chữ, lúc vào trường chẳng học mà thông. Bụi trưởng thành vua dân hằng mong, cho thái tử đừng lìa cung điện. Hồi triều đình các quan lựa tuyên, nàng du gia được chọn kết hôn. Vua nghĩ rằng muốn tâm yên ổn, chọn cung phi mỹ nữ làm tròn. Cất đền đài lộng lẫy đẹp to, ngày ca múa đêm bài lời lạ. Lòng thái tử cũng không siêu ngã, ra khỏi đền du ngoạn một khi. Buổi đầu tiên gặp những chuyện gì, gặp cụ lão tay nương gầy trông. Ngài xem qua lòng bèn cảm động, lần thứ hai thấy kẻ ốm đau. Xét coi trần trong già heo sao, chi xiết nổi núng nao còi tạm. Lần thứ ba sẽ lìa khỏi trạm, được trong nhìn kẻ chết đang khiêng. Về đền đài cảm xúc buồn riêng, hằng để trí tầm phương giải thoát. Lần thứ tư vừa đi vào bóng gặp người tốt đẹp trang nghiêm, nào về đâu trời đã ân điềm, gia tăng gì gợi lòng thái tử. Ngài phần sự phải xuất gia tầm đạo mau mau, liền hoài sẽ trở lại lai trào. Xin vương phổ lánh xa mùi thế, buồn thảm dùng lời khóc kể.
rằng cha già biết cày nhờ ai. Khuyên con nên ở chúng điện đài, lo nói nghiệp sao tu chẳng lòng thái tử quyết theo ý muốn. Thừa đêm khuya lên trốn vào rừng, lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng sáng sông pha bờ bụi. Ngày thuở ấy nên 19 tuổi, tâm đại hùng cương quyết tu trì. Trải bao khuyên lao khổ xiết chi, sao ngài đến rạch đi liền thiền. Thấy cỏ qua cành bắc tham thiền, ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy. Đạo gần đất Ma Dương theo khuấy, dùng thần thông nghị lực dẹp tan. Ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn, và lần bước phô trương độ chung. Ngài bèn xếp ở trong Phật chúng, các chúng sanh đều có như ta. Bị vô minh vọng tưởng dại tà, nên quay lộn ta bà cõi khổ. Lòng thương chúng thiết phương tình độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai có chi làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ xuất sanh, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an vườn. Chỉ một kiếp Tây Phương hỏi cuộc luân hồi, sẽ cõi trần sống khổ dạt trôi, vô lượng thứ ở trong thế gian. Lại Phật thuyết ta xin nhắc lại, ta bà lắm khổ. Có bao người xét cho tọt chỗ, tình độ vui tình độ nhàn vui. Cảnh thanh minh sẽ bao
Vì phận tay rất yêu mến đạo, chẳng nể chi trí xiển tài sơn. Lấy lời xưa kết lại ít tờ, cho thiện tinh rồi nhàn xem xét. Dứt mê tâm, dứt điều hờn ghét, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành. Thường trao dồi chí hướng cao thanh, cho khỏi thèn con lành Phật giao. Đức Thích Ca từ xưa dạy bảo, khổ ta bà nhiếp lại tám phần. Bởi chúng sanh mạng lây xác thân, khổ thứ nhất sự sanh là gốc. Vào bụng mẹ chung quanh bao bọc, có khác nào ở chốn ngục tù. Bụi mẹ đau quý kiệt hình thu, lúc mẹ đôi giường treo lòng bồng. Điều bi thông mẹ nó cơm chật chội khó khăn, khi ra đời đau đớn vô ngần, cất tiếng khóc nếm mùi dương. Đoạn lao khổ thứ nhì xin kể, từ trẻ thơ đến tôi thành nhân, hết trắng cường đến lúc mòn thân, răng lần rùng mồi. Nằm đi đứng đỡ nâng chống chọi, thử nghĩ coi lao nhọc cùng chăn. Đoạn thứ ba ma bệnh làm đeo hành phạt sát thân ô uế, bởi thời thế chuyển say biến thầy thêm uống ăn chẳng được điều hoàng, là nguyên nhân căn bệnh chẳng trào khổ mê nhức nhối. Cơn bệnh hoạn càng không tránh nổi, còn mang thêm tật nọ tật kia. Rồi từ đây đến lúc chia lìa, đoạn tự khổ thứ tư phân dài, trên giường thêm
hình tất hoài, có sanh ra khổ hải đâu trường. Trải bao quen dài gió dầm mưa, ngày kiệt sức quyền thân tan nát, gần hấp hối tâm thần sao xác, chỉ vẫn dở kinh sợ vô cùng. Rồi một lần đến lúc lâm chung, giả cõi tạm theo đường tội phước. Nhiều phương thuốc ngừa sao ngăn trước, mà cũng không thoát luật tuần quần. Dầu ăn nơi cùng cốc thăm sơn, chẳng trốn lánh tự thần cho khỏi. Đoạn thứ năm nghĩ suy tìm tôi, cầu chẳng thành những việc thích ham. Người trên đời ai cũng lòng tham, muốn phước thọ phẩm hàm tiền của. Nào vợ đẹp hậu sinh là lúa không được thì bực tức ưu phiền, cả tâm thần điêu đứng đạo điên. Vậy có phải khổ hay là chăng? Đoạn thứ sáu biệt ly người mình thương, bóng lại chia lìa. Khi khóc than nước mắt đầm đìa, lúc trong nhớ ruột tầm chua xót. Cơn nguy nghèo thân thể truân chuyên, kẻ lưu lạc người chờ trong mai. Cuộc nghi tan hiệp hiệp tan ân ái, đến sông đời để lại sầu. Cây khổ này giàu lắm trí mương, cũng chung chiều như người tâm tôi. Đoạn thứ bảy khổ quan tâm hồi, hễ thương nhau tất có ghét nhau. Thường tranh đua tiếng thấp lời cao, chẳng nhận nhìn thành ra cừu oán. Muốn tránh xa đừng trong tâm vàng, cứ gặp nhau mắt tựa kiếm châm, làm cho người đau đớn âm thầm. Khổ như thế
Đoạn thứ tám ưu sầu lo ngại, cuộc tang thương dâu bể cảnh trần. Nghèo thì lo một nỗi nỡ nần, lo đau đói liệu cơm nhà rách. Buồn duyên số phận mình nhớ sạch, rầu gia đình chúng bàn khinh cười. Giàu thì lo chèn lắm với người, miệng cho được đầy rương đầy tù. Sợ gian quỷ trộm cướp rình mòn, lo tự quyền cho được thơm tho, sợ kẻ khó thiếu tiền chẳng tràn. Ôi ca sang hèn sao nhân sanh cứ mãi đắm say, chẳng tu thân đặng vừa Phật đài, cho thông thả hương mùi sen bao. Thần thức nhập khỏi màn lo nỗi khổ sanh, thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khỏi gì khổ lao. Thể thanh tịnh thường không khuyên não, hết lo toan nắng lạnh gió mưa. Khổ bình kia bởi đó mà chưa, ta thoát cuộc lao đao gì nó. Đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tánh an nhiên bất diệt trường tồn. Tử thần kia đầu dám dắt hồn, thoát luôn chuyện khỏi đeo khổ tử. Cuộc y thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai, chỉ yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ cầu bất đắc. Cả hải chúng thải đều vững chắc, toàn dân lành đâu có đánh đo. Dứt ái ân quyến thuộc chuyện trò, thoát sống khổ thương yêu ly biệt. Chớ hòa thuận kể xa
đồng nhau hưởng thiện vui dày. Cảnh nhớ nhớ chẳng có đổi thay, không màng biết phân chia nhân ngàn. Tăng vị ngôi rành phong thượng hạ, khỏi khổ câu quan ghét gặp nhau. Thân tâm thường trụ hết rạc rào, chất thô trượt tiêu tan mất càng. Cõi tịnh độ lắm điều thanh nhà, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Chúng ta bà tim lụng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Mau thức tỉnh tu thân kẻo trời, đến tội rồi mới hối muộn màng. Chỉ cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật. Đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Việc tu thân thiện tinh hận hờ, chừng quả đơn e cho khó tranh. Môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kéo phụ Phật xưa. Lòng từ bi chẳng hoàng nắng mưa, sông thuyền giác rước đưa sanh chung niềm. Trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên quy trao thân tánh hành cho bền, niềm ơn nghĩa toán đền dứt nà. Áo xiên bao Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm pháp Bồ Đề vững chắc. Nhớ đừng cho ma dương dần dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng. Thân thất tình giữ vẹn đạo trung, trừ lục dục chớ cho nhiệm. Thập tam ma diệt bằng trí
xong rồi vô giờ thành thơi. Biển hồng trần lao lý dịu dơi, số đầy mày trong dòng ngô trượt. Thân hôi tanh mùi rồi đón rước thêm nhọt âu, ghé lát phong cùi đâu lúc nào toàn vẹn yên vui. Là kiếp trượt ta xin kể trước, giờ việc quay ngắm điều bao ngược mắt trong vào những chỗ đê hèn, nào được xem cảnh báo đài sen nghĩa kiếm trượt dài ra như vậy. Chỉ vẫn giờ tưởng đó nhớ đây, thuyết mưu kế toan bề thắng thôi. Ghi thù quán trưởng điều đáp đối, nên ma phiền não trượt đắm sai. Chuyển luân trong nhân vật các loài, căn mà ám làm điều dài dột. Chúng sanh trượt ta đà kể nốt, còn thứ năm là mạng trượt chung. Số giàu sang quả phước bằng cùng, giàu qua nguyệt thung dung cầu thả. Ưa đẹp mắt mến điều mới lạ, sáng hoài quyền hối lộ gần sang. Nghèo ai vua bỡ đỡ nình ta, khó trộm cướp cũng là nhớ sâu. Nguyện cùng Phật dứt duyên trần câu, phải trừ thêm thập ác quyển thân. Khuyên nữ nam suy nghiệm ân cần, ác nơi khẩu nhất là lưỡng thiệt. Với người này dùng lời tha thuyết, đến kẻ kia đâm thọc cho gây ngơ. Khá chừa đi hương đảng bớt rầy, dùng sự thiệt giải bài tâm trí. Người trọn nhau tại mình giá vậy, mà cũng không hưởng được lợi danh. Tao rõ ra chúng lại ghét ganh, chiêu cảm quả bất lành thêm nữa. Ác thứ nhì
nhầy ý ngôn chất chưa đợi cho người lầm lỗi xéo dài. Của tiền nhiều tử phụ rằng hai chủ ý thế nhiếp xài kẻ lòng đau tờ cắt. Khuyên bà tâm giữ gìn cho chặt, đừng để cho quỷ dắt đường công. Dùng từ ngôn nói tận đáy lòng, dầu trên dưới cũng không mấy khác. Chúng do phước đời này dốt nát, người khôn ngoan chỉ giận mới là. Lời trang nghiêm êm ai thốt ra, đừng bao biếm mới là nhân thiện. Tới ác khẩu thứ ba, bài biện tiếng tục tằng thô lỗ hung hăng. Nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến luôn thường thảo yêu. Hầm đánh giết những người hẹn yêu, hiếp xóm chòm cô bác chẳng kiên. Trong gia đình chửi rủa liên miên, hết dương thế kêu sang thần thánh. Chẳng kiên nay Phật trời thương, cành cõi long cung mời thân tối ngày. Đời ám u tội trạng
tích thiện thì thường có phước dương, bằng tích ác quả ương đeo đâm. À, giọng ngữ thứ tư cùng cấm nói thêm thừa, quyến hoặc đủ điều, ghét người thời kiếm chuyện dệt thiêu, thương diện lẻ thấp cao bao chưa. Đời bất công mấy ai xem sửa, trên điều hòa dưới chẳng phục tòng. Khuyên nhân sanh lấy lẽ chí công, mà ăn ở nói năng chân chất. Phật từ bi độ trong nhân vật, là luật kinh dạy rất tinh tường. Nếu chẳng nghe hồn dướng tai ương, chừng ấy mới kêu mời khó rước. Người dương thế chẳng ưa bốc sức, Phật thần nào gần kẻ xảo ngôn. Đã tu hành đừng có bôn chôn, tưởng hai dồi khoe khoang tài can. Người yếu rành mới càng thêm chán, chi bằng ta bỏ lối trớ triêu. Nói với ai cũng phải lựa điều, đừng trao chát cho người khinh dè. Ác tà dâm thứ năm càng tệ, đoạt thế thần, làm đau quyền tất cả bất dân. Tôi bất chánh hoàng cung dâm loạn, tội lỗi ấy diễn nhiều tham trạng. Từ xưa trời đất đâu dung, giàu của nhiều dâm hiếp bần cùng, quan lấn thế dâm mộ dân kho. Trai liều lĩnh điều này nên bỏ, đừng phá trình hại tiếc nữ nhân. Gái lặng lơ tiếng quyển lời đơn, qua có chủ đeo bồng tình mới. Cất tiếng gọi nữ nam ơi, bỏ những điều điểm nhục tông môn. Đứng nam nhi học lấy điều khôn, lòng trung hiếu gìn theo đạo lý. Hàng phụ nữ gương xưa nói, những mẹ hiền dâu thảo rồi
niệm Phật mà gây lấy thiền duyên, cho đẹp mặt tổ tiên nòi giống. Thờ Phật đạo tính cơn ác mộng, thốt mê đồ thường phong quang minh. Ráng hiểu rành tiếng kệ lời kinh, ác thứ sao ấy là đạo tặc. Lấy của người sắm ăn sắm mặc, chẳng kể công nước mắt mồ hôi. Phải lương dân dài luống bồi hồi, ngày làm lùng đêm lo gìn giữ. Trong pháp luật tập tành đủ thứ, nào đạo tường khoét vách khung đồ. Tội chấp chồng đâu biết ở mô, trong người khỏi trốn trời sao hồi. Nay đốt quê từ bi đã rồi, vào thâm tâm những kẻ gian vi, hai tu thân chưa của phi nghĩa làm chi sống chuyện. Lực nhân quả thật là cao diện suốt cổ kim, chẳng lọt một ai. Vậy ta việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thần. Ác thứ bài sát nhân gây dạng, tánh hùng hăng đâm chém chặt bầm. Điều hung dữ trong tâm, chờ đắc thế ra tay hạ sát. Giết đến đây đồng lòng rào rạc, gắm nhiều người bội bạc thăm. Nào kể chi là đạo thần, tôi giết chúa con đành sát phụ. Lúc nguy cơ tớ mong hại chủ trò giết thầy, tội ấy đáng không? Thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, niềm huynh đệ cùng nhau sâu xé. Cũng hiếm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau. Tranh lợi danh giết lẫn đồng bào,
tình nhân loài phân chia yểm bách. Dĩ sanh vật đầy lòng kiêu cách tưởng rằng mình như thế là hoang. Khuyên ba già ba tấm diệt đàn chớ sát hại mạng người như thế. Bất giết vật đặng mà cũng tay gặm thanh thần đâu có tư riêng. Rồi ôm đau bởi tài căn tiền hoặc thiện kiếp làm điều bảo ác. Phải ăn năn phước đền tạo tác lo Phật trời. Nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời, xuống cuốc rồng từ bi hỷ xa. Đấng thần minh công bình trực giả đâu ăn lo đói quả làm mai. Mở tâm linh nghĩ đến đoạn này, điều quả phước ấy cơ bao ứng. Chẳng biết thân còn quả bất lành chưa trả dài thêm. Cầu cho đời sống lặng gió im, đặng ba tánh an nhàn tu niệm. À, thứ tám là lòng bao gồm của thế một mình. Tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham vườn ruộng cò bay thẳng kiên. Thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi. Rằng tôi tham bất cứ chuyện gì, giàu xấu tốt cũng là dồn chứa. Nhớ lời Phật khi xưa dạy sửa, của thế trần như mật dính dao. Trẻ tham ăn kê miệng liếm vào, chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Tham của tàm làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đâu có mang theo. Tham tiền tài thường dương nàng yêu, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát. Lúc tầng số nằm trời một âm kim tiền bội bạc bất tài khó
không làm cho ta được sống dài, lại chẳng bước tiện đưa một bước. Thà nghèo thắm hơn giàu mà trước lo dung trồng, còi phước về sau. Muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí diệt lòng ích kỳ. Tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, vật ở trần như bọt nước làng mây, thân ta còn rải đó mai đây, của ấy cùng khi tan khi hiệp. Ác thứ chinh hận sân luận tiếp lửa trong tâm, chẳng y đốt mà lừng nói lỗi định đâu có định dần, cho ta biết mà toán giữ trước. Tâm sân nộ thường làm bạo ngược, nên loài người ở cõi thế gian dần hờn nhau thù quán dậy tràn, mới có cuộc tranh tài đấu lực. Hơn tự đắc khoe khoang dòng sức, phải bị người hiềm khích ghét ganh, thua hổ người làm chuyện bất lành, gây nghiệp giữa hoang quang tương bao. Trong cơn giận kể gì nhân đạo, tỷ như con cọp dữ trên rừng, gặp thật toàn câu xé từng bừng, phân tự mạnh mới là thỏa già. Việc được nó tâm trần thông thả, ta thường nên tập tấm khoan dung. Thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu sừng. Và nhân nhân đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Thần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gậy gỗ là trai thuyết tử mười đoạn trót mê si, khiến tâm tối từ hồi vô thì. Màn vô minh che mờ căng
khi nhận nguy làm chân. Lo quyền thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức. Dệt lưới nghĩ đeo đều phiền phức bệnh rịnh đời, cực khổ tan thương. Khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Việc mê si phải nương thuyền giác, muôn việc làm chính trực khôn ngoan. Đừng ba đầu tin bướng nghe càng, làm ngu mùi đọa thân ổn kiếp niên. Ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho. Trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Dầu ai có cười ta khờ khật, cũng đừng phiền sao lãng chân tâm. Mong tiếng kêu thâu đến tòng lâm, cùng thiền tinh ba gia hưởng ân. Muốn Phật giáo từ đây bền vững, đừng riêng lo lời dương một mình. Nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đào. Chớ già vui mà mang sắc áo mượn bồ đề chuỗi hộp. Tội lỗi ấy lượt nào dung thơ, tu còn ham chai to đắm bờ đằng thế gian, dừng cung bạc tiền vui rằng lo bỏ chùa chiền mà làm của xài riêng cho thò. Bao làm sao dân không xa ngã nghe lời rù tông nọ cả tăng đồ trong nước chia liền, riêng pháp bảo riêng chùa riêng Phật. Trong ba tâm sầu thành chất ngất mài nan, chẳng biết cứ
đàn nào. Lòng mến yêu chẳng nề công lao, mượn bút mực đôi lời trần thiết. Tùy thiên tính hiểu ta giả thiệt, làm hai không chẳng Phật đau lai, đồng tiếp dẫn chúng sanh giải thoát. Điểm thanh hiền nguyệt giữa kề, nhìn xem thế sự não nề tâm can. Từ ta nương chốn Phật đàn, dứt tâm trần câu chẳng màng vinh quê. Trần hoàng thiện tâm như còn mê, thêm lời dục thúc gọi về đàn tu. Dốc lòng dạch ngút mây mù, đặng diệu ba tánh đường tu chen vào. Lời thầy càng tỏ âm hao, để truyền hậu thế vàng thao lọc lừa. Tu cầu thuận gió hòa mưa, an hòa nhân vật phước thừa trời ban. Tu cầu thoát chốn gian, cầu trong chư quốc chư bang giao hòa. Tu cầu yên nước lợi nhà, cứu quyền thất tổ diêm la thoát hình. Tu cầu Phật hóa tánh tình, lưỡi mê chẳng buộc nhẹ mình tiêu dao. Tô cầu cửa Phật đặng vào, gót sen thông thả xiết bao thanh nhàn. Tô cầu Phật ban phép lành, tu cầu thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật bất lời lành hằng nghe. Cõi trần đừng đắm ngờ tuồng mộng quyến lập lè sắc hương. Tô cầu trăm họ hiền lương, đồng thinh niệm Phật tai ương chẳng còn. Tô cầu gia đà
thuận cháu con thảo hiền. Tu cầu thoát khỏi xích xiềng, giữa kề chân Phật xa miền trần lao. Tu cầu chống hết nhi bình đau, gặp đời bình trì xiết bao vui dày. Mắt nhìn chư Phật đông đầy, thành vàng điện ngọc cho thầy đăng tiên. Ai mà muốn đặng phước duyên, nghe lời khuyến thiện lòng liền phát tâm. Tu cho rõ mối quyền thâm, quy đầu Phật Pháp khỏi lâm tai nạn. Phước đức quý hơn bạc vàng, những người bạc ác giàu sang ít gì, chỉ bằng ăn ở nhu mì, nghe lời Phật thánh nghi kính gì người trên. Hiếu trung lòng chớ dội quên, sống lo trọn đạo thác lên tiên đài. Nam mô miệng niệm hằng ngày, lánh lời vua mì học rài kệ kinh. Phật sửa mình cho trơn, lòng tai nghe rõ tiếng đàn, không dây không phím quán hận cùng không đàn. Rồi lại đơn đông chết trong ba tánh, gặp sông quên nguồn. Phàm trần như chỉ gối cuồng, mà còn say đắm theo tuồng lăng. Lời lành mắt lấp tai, đua theo vật chất hận hờ đàn tiên. Hô sâu tình dục lại ghiền, ghiền cho đến tiền của đêm dài hầu non. Chỉ có tội phước hời còn đã
trên nơi thẳm phán cửa son diêm đài. Phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đỏ nhiều ngày thảm thế. Chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp khó bề tính toan. Ngày nay sớm đến Phật đàn, tu cầu chư Phật cứu an linh hồn. Tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dài khôn luân hồi. Thấy đời khó nổi ngồi, thêm lời thầy nhắc một hồi thấp cao. Nữ nam muốn rõ âm hao, ráng trao đức hạnh ngày sau sẽ tường. Ngôn từ đạo hạnh ý thầy khuyên, hạnh đức ân cần ráng tập chuyên. Thất tổ của quyền nở dễ truyền, danh ngôn chép đầy rạch đàn tiên. Cư gia tình đồ sẽ xuất dân từ dốc già ê khuyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô